giới thiệu với các bác là cái vườn lan của ông em mình. Đấy, trong núi Ba Vì này. Ông cũng cứ đi chợ phiên ông bán thôi. Chợ phiên ở đây thì cứ thứ bảy chủ nhật cả các chợ theo phiên ấy thì cứ có cái xe kiểu dạng như chế đầu động cơ xe máy như kiểu là xích lô, sau này phát triển thì mình dùng con xe 5 tạ. Đấy, các bạn đang thấy là đang ươm, đang cấy. Đấy, trên kênh Chim Quế Hay thì mình có những cái video mình đăng cũng một phần để cho các bác xem cho vui mắt. Đấy, một phần là để cho phong phú thêm cái kênh của mình. Kênh của mình chủ yếu là phát triển về chim cu gáy và con giống đà điểu, cũng như là một số các mặt sản phẩm mình đăng tại quê hương Ba Vì của mình. Tất nhiên nếu mà cái này mà các bạn cần hỏi thì mình sẽ cho các bạn số điện thoại của ông em, hoặc là có thể là giao lưu với mình cũng được. Các bạn nhìn thấy khá là đẹp, một cái vườn tại trong chân núi Ba Vì. Đấy, chân núi Ba Vì. Ở đây là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Bạn.
yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chảo mào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugáyhay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chặn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.